Trước khi Dương Huynh nhập thất để thiền định, ta sẽ tặng vòng hoa này để Dương Huynh luôn nhớ đến ta trong suốt thời gian Dương Huynh bế quan. Cảm tạ nè. Ủa, công chúa không tặng cho quốc vương Mojalin nữa sao? Ngươi không nhìn thấy hả? Ả kia đã tặng rồi thì ta tặng còn để làm gì chứ?